làm việc rất là cực lực để tìm ra những cái chủ đề để cho mang đến cái ý nghĩa, cái thông điệp rất là đặc biệt dành cho chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời. Thì qua hết 7 lần trước thì thông điệp năm nào cũng vậy hết, cũng đem lại những cái ý nghĩa yêu thương. Ngoài cái việc là cứu các em bé bị bệnh tim thì những cái ý nghĩa và cái thông điệp của cái chương trình nó cũng đem lại một cái ý nghĩa đặc biệt cho những người tham gia. Thì năm nay cũng vậy, ekip cũng đã dùng thời gian rất là lâu để tìm ra cái ý nghĩa, cũng giống như là cái chủ đề cho năm nay, đó là cỏ bốn lá. Thì như Vân nói, cái gì nó đặc biệt thì nó cũng sẽ rất là khó để tìm. Và trong cái hành trình để cứu các em bé bị bệnh tim này á, thì thật ra là nó là một cái hành trình không có đơn giản cho cả ekip và cả Vân. Nhưng mà bởi vì được cái sự hỗ trợ của anh chị em báo đài, anh chị em nghệ sĩ và tất cả những vị thường quân trong mấy năm qua, thì Vết Sẹo Cuộc Đời đã sống và đã tồn tại và đã giúp được hơn 1.050 em. Thì bởi vì thấy rằng cái sự đồng chung chung sức cùng của tất cả mọi người như thế, thì bản thân Vân cũng không tự nhủ với bản thân mình là không thể nào bỏ cuộc được mà vẫn phải tiếp tục. Vì thế thì năm nay mặc dù nó có hơi trễ hơn hàng năm, mỗi năm thì Vân làm Vết Sẹo Cuộc Đời 7 vào tháng 5, thì năm nay thì bởi vì quá bận cho những dự án phim của mình thì Vân đã đẩy nó tới tháng 11. Dĩ nhiên là giống như Vân nói, cái gì mà nó khó thì nó cũng sẽ đem đến một cái ý nghĩa đặc biệt. Chỉ mong rằng là tìm rất là được nhiều những cái tứ diệp thảo năm nay dành cho các em. Dạ, thì mỗi năm thì cái chương trình được ủng hộ rất là lớn bởi các mạnh thường quân là doanh nhân, hảo tâm và nghệ sĩ. Thì Kim nghĩ rằng cách quyên góp mỗi năm chỉ có mở rộng đối tượng những người tham gia chương trình Cuộc Đời Đồng Hành không ạ? Dĩ nhiên nếu càng nhiều người giúp đỡ thì càng tốt, càng được nhiều em bé được cứu. Nhưng mà bởi vì cái khoảng thời gian của Vân và ekip thì có thể dành cho Vết Sẹo Cuộc Đời hay là Quỹ Nhịp Tim Việt Nam chỉ có vỏn vẹn trong một thời gian ngắn thôi. Sau đấy thì Quỹ Nhịp Tim Việt Nam cũng có đi tiếp tục tham gia vào để quyên góp tiếp ở những cái lĩnh vực khác, ở những cái sự kiện khác. Nhưng mà đối với lại Vết Sẹo Cuộc Đời thì năm nào cũng vậy hết, cũng cảm thấy rất là may mắn vì được rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng giống như là cả những cái mạnh thường quân ủng hộ. Cũng cùng thế ạ, tức là mỗi một năm thì cái đêm gala sẽ có một cái sự rất đặc biệt cho Vân Tì dành tặng cho tất cả những mạnh thường quân đã đồng hành với chương trình. Năm nay chị hãy tiết lộ một xíu là sẽ có những gì đặc biệt cho năm nay? Năm nào thì cũng có rất là nhiều vật phẩm được đấu giá, được các mạnh thường quân chung tay góp sức vào. Thì càng về sau này thì khi mà Vết Sẹo Cuộc Đời càng nổi tiếng và được nhiều người biết đến thì càng nhiều mạnh thường quân muốn đóng góp bằng cách là hỗ trợ những vật phẩm để có thể bán đấu giá vào cái đêm từ thiện. Thì năm nay cũng như hàng năm thì cũng có rất là nhiều nhà tài trợ, họ cũng tài trợ vào những cái vật phẩm mang giá trị rất là cao, và những vật phẩm này sẽ được đấu giá vào đêm Vết Sẹo Cuộc Đời. Thì trong đó cũng có một cái vật phẩm rất là đặc biệt Vân cũng đem về từ Taipei, cũng từ một người nghệ nhân điêu khắc rất là nổi tiếng. Thì một tí xíu nữa đây thì Vân sẽ tiết lộ trong cái thông cáo báo chí dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn.